Kỳ quá nhỉ, cảm sợ quá nhỉ. Người nhận đến cứu. Chạy đâu con sâu rồi, chạy đâu bà, chạy chạy. Bắn nó phát ra hết rồi. Ui nhè. Đây là một cái hình bãi đồng nát. Đồng nát sắc vụn.
Rắn. Biến gì mà. Ôi nổi nhiều nhiều sao đấy. Nhiều qua xem cái cốt truyện của cái game này, người lửa này là bộ tộc sống trên mặt trời. Cái đổ bộ xuống trái đất là cái gì? Sướng chết rồi. Đây đây, cho tắm rồi. Tắm nha. Cho nữa, cho bông này. Không nè. Tắm này đúng không? Cho bông này. Đâu, sông xanh hả? Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Bông này đi. Đây à. Đây à. Tắm nhá, trội nước nha. Rồng về không? Đây, con chào anh ơi. Giỏi nhỏ, con đấy giỏi nhỏ. Hướng dẫn của ba luôn, sợ thật đi. Đây đâu, con chào anh đi. Cho nó nè. Chị cho đi. Đấy, giỏi nhỏ. Cho nó đắm đi. Ừ. Ôi dù. Cho nó đắm đi. Đắm rồi. Tạm ngưng nha.
Rồi thả đi. Cho nó ăn nhá. Ăn à, hết đồ ăn rồi, đi mua. Rồi, hết tiền rồi. Em mua đồ ăn đi. Rồi rồi, cho đi chơi đi. Anh chống đi. Rồi, cho đi ngủ đi. Rồi, ok. Bye nha. Tí nữa lại gặp lại nha. Rồi, xong rồi. Bố. Bố. Wow, vừa vào đã được lướt sóng luôn. Ôi. Khi nào chưa chuẩn đánh toàn chết cạnh này. Đối thủ ngã sấp mặt. Ô, thế lên luôn.
Ao đùa thì ngồi mấy ông thì đùa thì à, 3 lần rồi. Đua 3 lần nữa. Run, 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 run. Ha ha!
Bị thế đánh bót trước. hết rồi, chưa hết rồi. Nhất rồi này. Sức cái này. Cái này không có gì nhau.